Trải nghiệm cắm hoa ở chùa trong mùa dịch sẽ như thế nào? Phần 2. Xin chào mọi người, lại là mình Trang Hoa đây. Nay mình sẽ kể tiếp cho mọi người ngày cắm hoa đặc biệt này nhé. Như phần 1, sau khi đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm hoa vào bình. Đầu tiên mình sẽ lên khung và đệm lá, sau đó sẽ cắm hoa tạo dáng, làm đối xứng hai bình một cặp. Đồng thời cắt cán hoa hồng cắm vào khung xốp tròn đều tạo hình bó hoa cưới. Mình sẽ sử dụng làm điểm nhấn cho hai cặp bình đặc biệt. Sau khi xong hai bình chính, bắt đầu mình sẽ làm những bình hoa còn lại. Đồng thời mình cũng mang vào chính điện và để các chị chỉnh sửa. Cặp bình khá là cao và to và chứa đầy nước. Mọi người nhớ di chuyển một cách cẩn thận. Mình sẽ đặt những bình hoa còn lại lên tượng Phật khác trong chính điện. Tiếp đó là ba chị em mình sẽ tập trung cắm hoa bàn dài. Mình thì cắm đệm lá chút đốt, chị mình sẽ cắm lá câu tạo độ rũ, cắm thành một hàng thẳng đều. Khi đã đệm lá sẽ bắt đầu cắm hoa. Mình canh độ dài của lan thái để cắm cho phù hợp. Tiếp đó là sẽ là hoa hồng và hoa bi. Sau khi đã ghim đều và tỉ mỉ từ trái sang phải thì cuối cùng mình đã xong một bàn dài cắm hoa. Bây giờ bắt đầu làm bàn cắm hoa thứ hai, cũng làm tương tự với bàn cắm hoa thứ nhất. Mình sẽ ghi lá và đi hoa. Mình cũng cắm lá trước để đệm, sau đó cắm hoa tạo độ rũ. Và đây là thành quả của ba chị em mình. Sau đó mình sẽ cắm hai cặp lục bình lớn. Mình sẽ vô xốp cắm hoa tả đều, cắm hoa theo tông vàng trắng. Đây là khúc mình thích nhất. Mình sẽ bắt đầu cắm điện bật đèn 1, 2, 3. Nhờ sự giúp đỡ của các sư và Phật tử, bên trong điện trở nên thật là rực rỡ và ấm áp. Tiếng ngân mọi người nghe được cũng là tiếng chuông ở chùa đang đánh. Sau một hồi tỉ mẩn lại một chút, trang trí thêm. Sau đó chị em mình sẽ bắt đầu châm nước vào xốp hoa để hoa được tươi lâu hơn. Thay vì xịt lên mặt bông linh láng, các bạn hãy xịt thẳng vào cục xốp nhé. Vậy là kết thúc buổi sáng ngày hôm nay. Coi đến đây mọi người cũng đã biết mình cắm hoa nhân ngày gì đúng không ạ? Ngày rằm tháng 7 mỗi năm, vì lòng hiếu thảo thâm âm phải đền. Thời gian giãn cách này trùng với mùa lễ Vu Lan báo hiếu, nên mỗi người Phật tử chúng ta nên dành thời gian bên cha mẹ và người thân để cùng khởi tâm tu tập tạo năng lượng yêu thương. Nguyện cầu cho đất nước dịch bệnh sớm tiêu trừ, để cuộc sống của mọi người được bình ổn, người người nhà nhà được bình an, ông bà cha mẹ thọ trường, vợ chồng con cái khỏe mạnh, đồng thời siêu tiến chư hương linh trong gia tộc. Xin chúc tất cả mọi người mùa Vu Lan đầm ấm bên người thân. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát.